Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin tài sản và đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct được thực hiện bởi khối quản lý tài sản. Sau đây chúng tôi xin trình bày những thông tin chính về tình hình và diễn biến tài chính kinh tế trước giao dịch ngày 27 tháng 7 năm 2021. Về thông tin thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra cảnh báo trong thư gửi các nghị sĩ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội Lưỡng viện về nguy cơ vỡ nợ của Mỹ vào ngày 1 tháng 8 tới. Trong bức thư, Bộ trưởng nêu rõ, nếu Quốc hội không đình chỉ hoặc tăng mức trần nợ công trước ngày 2 tháng 8, Bộ Tài chính sẽ cần áp dụng các biện pháp bổ sung đặc biệt để ngăn chặn Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ. Bà nhấn mạnh rằng, việc nâng mức trần nợ công không làm tăng chi tiêu của chính phủ, nhưng sẽ cho phép Bộ Tài chính tài trợ cho các hoạt động được Quốc hội thông qua. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nếu nước Mỹ không thể đảm bảo các nghĩa vụ trả nợ, nền kinh tế sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính, đe dọa sinh kế của người dân. Bộ trên sẽ ngừng bán trái phiếu chính phủ vào ngày 30 tháng 7 và sẽ không nối lại hoạt động này cho đến khi Quốc hội nâng mức trần nợ công. Nợ công của Mỹ tăng trong đại dịch COVID-19 sau khi Nhà Trắng phê chuẩn 3 dự luật chi tiêu ồ ạt nhằm làm giảm thiểu những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, tính đến cuối tháng 6, nợ công của Mỹ là 28.500 tỷ đô la và mức thâm hụt ngân sách năm nay dự báo sẽ là 3.000 tỷ đô la, lớn thứ hai sau mức thâm hụt kỷ lục ghi nhận năm 2020. Việc nâng mức trần nợ công từng là vấn đề gây tranh cãi trong Quốc hội Mỹ trong những năm gần đây và bế tắc về vấn đề này trong năm 2011 khiến chính phủ liên bang bị hạ xếp hạng tín nhiệm. Tiếp theo, giới đầu tư toàn cầu đang ồ ạt rót tiền vào các tài sản tài chính của Mỹ, dấu hiệu cho thấy niềm tin rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục phục hồi tốt hơn so với các quốc gia khác sau đại dịch COVID-19. Dữ liệu từ Refinitiv cho thấy đầu tư dòng của khối ngoại vào các quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục ETF tại Mỹ đạt hơn 900 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021, con số lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1992 và cao hơn vốn đầu tư vào các quỹ tại các quốc gia khác trên thế giới cộng lại trong 6 tháng năm nay. Dòng tiền dồi dào giúp chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục, vượt qua nhiều chỉ số chính đại thị trường châu Á hoặc châu Âu. Chỉ số SVAMP B500 đã tăng hơn 17% kể từ đầu năm lên mức cao nhất mọi thời đại, trong khi chỉ số DAX của Đức tăng 14%, Hang Hai Composite của Trung Quốc tăng 2,2%, còn chỉ số Nikkei của Nhật gần như dậm chân tại chỗ. Theo các nhà đầu tư, các biến thể COVID-19, lạm phát và những thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể làm chậm quá trình phục hồi của Mỹ. Sẽ khó có chuyện nền kinh tế lớn nhất thế giới đi chệch hướng, kể cả khi các nước khác phải vật lộn với chiến dịch tiêm vaccine hay những đợt bùng phát dịch mới. Thời gian qua, các chính sách kích thích tiền tệ và tài khoá đã thúc đẩy làn sóng tiết kiệm tăng cao và nhiều người tin rằng Mỹ vẫn là nơi tốt nhất để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu cũng như các tài sản khác. Theo khảo sát, các nhà kinh tế dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 6,9% trong năm nay, cao hơn mức dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho hầu hết các nền kinh tế phát triển và mới nổi, bao gồm cả Liên minh châu Âu, EU, Anh và Nhật Bản. Điều này sẽ tạo ra sự mất cân bằng và khiến trái phiếu Mỹ trở nên tương đối hấp dẫn với các nhà đầu tư toàn cầu. Điều tương tự cũng từng xảy ra vào giai đoạn khủng hoảng tài chính, khi tăng trưởng chậm nhưng ổn định của Mỹ vẫn cao hơn so với các nền kinh tế khác. Lợi nhuận hấp dẫn vẫn sẽ thu hút thêm vốn đầu tư vào chứng khoán Mỹ thời gian tới. Khảo sát của BOA cho thấy, trong tháng 7, các nhà quản lý quỹ toàn cầu lạc quan về chứng khoán Mỹ, trong khi giảm bớt lạc quan về chứng khoán khu vực EU và các thị trường mới nổi. Bước sang phần thông tin Việt Nam. Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, Bộ đang hoàn thiện và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ để quyết định gói hỗ trợ COVID-19 mới liên quan tới thuế, phí. Hiện Chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về gói hỗ trợ COVID-19 cho người dân, doanh nghiệp với quy mô 26.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này đang được các cấp, ngành triển khai giải ngân. Gói hỗ trợ mới về thuế, phí cho doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19 ước tính khoảng 24.000 tỷ đồng đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất. Gói hỗ trợ này được đề xuất nghiên cứu trước thực tế các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ dịch bệnh. Vào tháng 4, Chính phủ ban hành Nghị định 52 về gia hạn thời hạn nộp thuế, thu nhập doanh nghiệp, VAT, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp và tổ chức gặp khó khăn vì COVID-19 đến hết năm 2021, ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Trước đó, thời hạn nộp thuế cũng hai lần được cấp có thẩm quyền quyết định nới để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức khó khăn vì dịch bệnh. Ngoài ra, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ hoãn thực hiện thông tư 40 hướng dẫn thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 mới thi hành, thay vì ngày 1 tháng 8 năm 2021 như trước đây. Ông Hồ Đức Phước nói thêm, để có thêm nguồn lực chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thực hiện chủ trương giảm 10% chi thường xuyên, giảm 50% chi hội họp, công tác phí, công tác nước ngoài, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công, kể cả các dự án ODA, cắt giảm các dự án không hiệu quả, quản lý tốt thị trường chứng khoán bảo hiểm tiền tệ. Tiếp theo, trong công văn phát đi mới đây, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm có thông báo về việc tiếp nhận lại hồ sơ đăng ký niêm yết mới trên sàn HOSE, báo cáo việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
kể từ ngày 5 tháng 7, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại HOSE đã chính thức được đưa vào vận hành và nhận được nhiều phản hồi từ phía nhà đầu tư và doanh nghiệp. Hiện tượng nghẽn lệnh cơ bản được khắc phục, giúp ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín và thể hiện sự quyết liệt trong công tác điều hành của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các công ty chứng khoán đảm bảo việc kết nối ổn định với hệ thống giao dịch mới của HOSE, đồng thời ra soát, khắc phục tồn tại để đảm bảo vận hành đầy đủ, ổn định các tính năng giao dịch theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện ra soát, đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới trong thời gian sớm nhất có thông báo chính thức cho phép HOSE tiếp nhận trở lại các hồ sơ đăng ký niêm yết mới. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE, nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian nghẽn lệnh tại HOSE. Đáng chú ý, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương báo cáo về việc áp dụng lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Cuối cùng, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông báo nhanh, kịp thời các chính sách nhằm ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Chuyển sang thông tin các doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trên cơ sở dự báo tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát trong tháng 8 và các đường bay quốc tế phục hồi dần từ cuối quý 3, ACV dự kiến tổng sản lượng lượng hàng khách khoảng 75,79 triệu khách, tăng 19%, tổng hàng hóa, bưu kiện tăng 11% lên 1.450.000 tấn và số lượt cất hạ cánh tăng 22% lên 557.000 lượt. Qua đó, tổng doanh thu dự kiến đạt 10.654 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 2.359 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 18% so với thực hiện năm 2020. Trong năm 2021, Tổng Công ty tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T3 tại Tân Sơn Nhất, Cảng hàng hóa quốc tế Đà Nẵng và Long Thành giai đoạn 1, mở rộng nhà ga hành khách T2 tại Phú Bài và hạ tầng đồng bộ Cảng hàng quốc tế Nội Bài, cải tạo nhà ga T1 tại Đà Nẵng, nhà ga T2 tại Đồng Hới. Tổng mức đầu tư dự kiến ở mức 138.625 tỷ đồng. Kế hoạch vốn giải ngân đầu tư trong năm nay là 4.996 tỷ đồng. Năm ngoái, sản lượng vận chuyển thông qua toàn mạng giảm 44% xuống 65 triệu người. Cụ thể, lượng khách quốc tế giảm 82% về mức 7,4 triệu người và lượng khách nội địa là 57,8 triệu người, giảm 22% so với năm 2019. Trong điều sản lượng sụt giảm sâu, ACV ghi nhận 10.159 tỷ đồng tổng doanh thu và 1.642 tỷ đồng lãi sau thuế, tương đương 49% và 20% thực hiện năm trước. Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 7 theo hình thức trực tuyến. Thông báo được đưa ra sau khi cổ phiếu ACV bị tạm ngừng giao dịch trên sàn Upcom từ 227 do đã không công bố thông tin họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trước đó, Tổng Công ty dự kiến tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28 tháng 6 theo phương thức trực tuyến, nhưng sau đó thông báo tạm hoãn. Tiếp theo, FPT Retail ghi nhận doanh thu lũy kế đạt 9.024 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020, thực hiện 55% kế hoạch năm 2021 sau 6 tháng đầu năm. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 1.336 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, với lợi thế là nhà bán lẻ laptop số 1 thị trường, trong điều kiện nhu cầu mua laptop tăng cao trong mùa dịch, doanh thu laptop của FPT 6 tháng đạt 1.329 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện, công ty có 68 trung tâm laptop. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất FPT thu về 76 tỷ đồng, tăng trưởng 189% so với cùng kỳ, thực hiện 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2021. Về mảng online, doanh thu trong kỳ tăng 10% và đạt 2.829 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu hợp nhất FPT. Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc nửa đầu năm 2021, chuỗi FPT Shop đạt 625 cửa hàng, mở thêm 30 cửa hàng so với đầu năm 2021. Cùng với đó, chuỗi Long Châu đã ký đủ 150 hợp đồng thuê nhà, mở bán được 68 cửa hàng, nâng số lượng cửa hàng đang hoạt động lên 268 cửa hàng. Tiếp theo, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đạm Phú Mỹ vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt trên 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 600 tỷ đồng. Kết quả này lần lượt tăng 25% và tăng 22% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ước tính sau 6 tháng, Đạm Phú Mỹ đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021. Đạm Phú Mỹ cho biết, sau thời gian chú trọng phát triển mảng sản phẩm chính phân bón, những năm gần đây, công ty đang tập trung phát triển mảng kinh doanh chính thứ hai của mình là hóa chất, chủ yếu là các loại hóa chất chuyên dụng gồm NH3, Ammonia, WC85, CO2 và hóa chất chuyên dụng dầu khí. Hiện tỷ trọng lợi nhuận từ mảng hóa chất chiếm trung bình trên 20% trong cơ cấu tổng lợi nhuận của công ty. Kết quả trong nửa đầu năm, Đạm Phú Mỹ đã cung cấp được 32.000 tấn ammonia ra thị trường, đạt 50% kế hoạch năm. Doanh thu và lợi nhuận từ mảng hóa chất này đã tăng trưởng nhiều so với cùng kỳ do giá các sản phẩm hóa chất cơ bản,
trong đó có ammonia, NH3 trên thế giới tăng mạnh. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin tài sản và đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VinDirect. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.